Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 123. Cứu vãn địa cầu bằng cách bảo vệ môi sinh. Thế kỷ vừa qua, nền văn minh thế giới đã trải qua một thời kỳ tiến bộ mau chóng về kỹ thuật và công nghiệp. Mặc dù sự tiến triển này đã đem lại cho đời sống chúng ta nhiều tiện nghi và mở mang về kinh tế, nhưng địa cầu đã phải trả một giá rất cao. Môi trường thiên nhiên đẹp đẽ đã bị phá hoại bởi bầu không khí ô nhiễm, và những tài nguyên giới hạn của quả đất đã cạn dần vì sự lạm dụng bừa bãi của con người. Sư phụ có lần nói, quả đất này rất đẹp, tôi không muốn nó bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy. Con người thế giới này bỏ ra rất nhiều tiền để lên mặt trăng, nhưng lại tiêu rất ít trong việc săn sóc địa cầu. Như vậy là không đúng. Mặc dù chỉ là khách của tinh cầu, chúng ta cũng nên nghĩ tới hệ thống tương lai và tất cả những chúng sinh khác đang sống ở đây. Mỗi người trong chúng ta có bổn phận thương yêu săn sóc cho quả đất đẹp này. Ngoài việc khuyến khích chúng ta tu hành chăm chỉ và bảo vệ địa cầu, sư phụ đã liên tục dạy đồng tu từ những năm Ngài mới ra thuyết pháp, cách tiết kiệm năng lực và giữ gìn môi trường thiên nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Những khái niệm hướng về tương lai của sư phụ vô cùng thấu suốt tỉ mỉ hơn cả những lý tưởng bảo vệ môi sinh mà các chuyên gia, những nhà thông thái chủ trương. Thậm chí trước khi thế giới biết đến những thay đổi về khí hậu và môi sinh, sư phụ đã cảnh báo loài người và đề nghị những giải pháp thực tế cho vấn đề trọng đại này, ăn chay và trồng cây. Sự hiểu biết và khái niệm tổng quát này có thể không phải là những lý thuyết cao siêu, nhưng vô cùng hiệu nghiệm và rất dễ dàng áp dụng. Qua lời nói và hành động của sư phụ, chúng ta được chứng kiến và học hỏi một quyển kinh sống với trí huệ của một vị minh sư đắc đạo. Tôn trọng tài nguyên quý báu của địa cầu. Tinh cầu của chúng ta thời đại hiện nay đang bị tàn phá nặng nề, cây cối bị chặt, rừng trên núi bị phá hoại bừa bãi, nhiều nơi đẹp đẽ bị tàn phá chỉ còn sa mạc. Mỗi năm lại hiện lên những sa mạc mới. Xem thống kê thì biết, khí hậu địa cầu thay đổi ngày càng rõ rệt, trở thành kỳ lạ với nhiều bão tố, nạn động đất xảy ra, nhiệt độ biến chuyển thình lình. Mực thủy ngân lên cao ở những nơi khí hậu đáng lẽ lạnh và xuống thấp ở những nơi khí hậu đáng lẽ ấm. Thân thể chúng ta khó ứng biến kịp thời với những thay đổi đó. Thí dụ như chúng ta đang quen sống ở Hồng Kông, nơi thời tiết bắt đầu mát vào tháng 9, tháng 10, rồi trở lạnh tháng 11 và tháng 12. Thân thể chúng ta đã biết ứng biến theo những thay đổi thường niên như vậy. Một sự chuyển biến thình lình sẽ làm cho cơ thể khó chịu. Chúng ta có thể mắc bệnh và bị nhiều chuyện khó khăn. Chăm sóc thiên nhiên. Khả năng phá hoại của loài người rất là tàn khốc. Họ không để ý tới xã hội hay tương lai, chỉ quan tâm tới những lợi ích riêng từ trước mắt. Cho nên, phần lớn các tài nguyên địa cầu đã bị tiêu diệt và do đó làm ảnh hưởng tới nền kinh tế trên thế giới. Nếu một trận mưa lớn xảy ra mà không có ai cố gắng bảo trì đất đai và nước, thì sẽ không có cây cối để hút nước mưa thấm trong lòng đất, sau đó nước chảy đi dần dần thành một con sông. Kết quả là một trận lụt. Khi lụt lội xảy ra, nhiều nhà cửa bị tàn phá, mùa màng ngập nước và kinh tế toàn cầu tổn hại. Trận lụt mới đây ở bên Mỹ làm thiệt hại hàng tỷ bạc. Bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ những tai họa như vậy. Tất cả những chuyện này xảy ra là do sự tàn phá môi trường sống của con người. Nếu mỗi nhóm, mỗi đơn vị, mỗi người đều hành động như nhóm chúng ta, thương yêu chăm sóc cho thiên nhiên như lời tôi dạy, thì thế giới của chúng ta sẽ khác. Chúng ta nghĩ chỉ có cộng sản hay những quốc gia quá khích gây chiến mới phá hủy tinh cầu và làm nguy hiểm đời sống loài người. Nhưng thực tế, họ không phải là duy nhất. Ngay cả những nhóm nhỏ, những đơn vị nhỏ hay từng cá nhân cũng có thể hủy hoại địa cầu. Họ làm mỗi ngày một chút. Sự phá hoại này xảy ra kinh niên.
Chiến tranh chỉ gây tổn hại một lần và hậu quả kéo dài vài mươi năm là hết. Khi con người nhận thấy chiến tranh không mang lại lợi ích, họ yêu cầu đình chiến rồi bắt đầu công cuộc tái thiết kiến, tu bổ. Tuy nhiên, sự phá hại kinh niên xảy ra mỗi ngày khắp nơi trên thế giới rất khó mà hoàn lại được. Nó gây thiệt hại, tạo nên những nguy cơ không kém chiến tranh. Tôi không dạy quý vị những điều này vì tiền bạc. Thí dụ như đôi khi ta dạy quý vị cách hái trái cây, săn sóc cây cối và xịt thuốc cho những cây không khỏe mạnh. Cây cối đôi khi cũng bị bệnh, sâu sống bên trong ăn cây rồi cây bị đổ. Thành ra khi nào có thời giờ, quý vị phải săn sóc cho cây. Người biết cách nên chỉ cho người không biết cách. Hãy làm việc với nhau. Mỗi quý vị có thể thương yêu chăm sóc cho một vài cây. Khi quả lớn thì chúng ta hái. Ngụ ý của hành động tâm linh. Mỗi hành động của người tu hành đều mang một ý nghĩa tiêu biểu. Khi chúng ta làm việc gì đó với ý muốn bảo tồn, lực lượng đầy lòng thương yêu quan tâm này sẽ truyền ra từ một góc của chúng ta trên thế giới tới toàn thể tinh cầu. Địa cầu sẽ được bảo toàn, gìn giữ, mùa màng sẽ được bảo vệ, kinh tế toàn cầu sẽ được duy trì và mọi người sẽ có thức ăn. Thế giới sẽ có đủ tài nguyên và đủ thực phẩm cho tất cả mọi người. Chúng ta làm như vậy không phải vì muốn để dành nhiều tiền. Thật ra, làm kiểu đó không để dành được bao nhiêu. Đây chỉ là hành động tiêu biểu. Có tinh thần bảo trì và tấm lòng đóng góp cho thấy khả năng bảo tồn và sức mạnh khẳng định mà chúng ta muốn chia sẻ cùng thế giới. Nếu lực lượng bảo tồn này lan tràn ra khắp ngõ địa cầu, thì thế giới sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Khi người nào cũng phá hoại, không ai cố gắng bảo tồn, thì đương nhiên lực lượng khẳng định sẽ sụt dần, cho tới khi không còn lực che chở nào nữa, mà chỉ có lực phủ định, hủy hoại là thắng thế. Cho nên, chúng ta phải ráng giữ cho nó quân bình. Có thể số người chúng ta rất ít, nhưng lực lượng chúng ta rất mạnh. Những người tu hành như chúng ta có thể tập trung trí óc, tới nỗi chỉ cần làm một chút thôi, kết quả cũng nhiều hơn và có ảnh hưởng lớn hơn so với nỗ lực của chúng ta. Thành ra đừng nói rằng, ồ, chỉ có vài mẫu đất thì ích lợi bao nhiêu cho thế giới. Sao sư phụ lo dữ vậy? Khi mỗi người làm một chút, tất cả mọi người cộng lại được rất là nhiều. Thế giới ngoài kia, mỗi người làm hại một chút, tất cả hành động đều bắt đầu từ mỗi cá nhân. Thành thử khi quý vị làm một hành vi tốt, hãy nhớ rằng, mình đang làm vì mục đích tiêu biểu. Khi làm như vậy, lực lượng che chở bảo vệ của chúng ta có thể bù lại lực phá hoại trong thế giới. Dù rằng chúng ta không thể gỡ được tất cả những hành động trong quá khứ, nhưng ít nhất cũng cố gắng duy trì sự quân bình. Nếu không, nếu người nào cũng phá mà không ai muốn bảo tồn, thì thế giới này trước sau gì cũng sẽ trở thành sa mạc. Bây giờ càng ngày càng ít đất rừng, chung quanh chỗ này cũng đang xảy ra như vậy. Núi non quanh đây thành trọc đầu như mấy nhà sư. Cho nên chúng ta cần phải giữ quân bình một chút tượng trưng. Nếu chúng ta không bảo tồn những khu rừng ở đây, thì chỗ này giờ đã trở thành cằn cỗi. Quý vị thấy có đẹp không? Cũng may là chỗ này chúng ta vẫn còn một số khu vực với rừng cây xanh tươi rậm rạp. Mùa hè có thể ngồi dưới gốc cây đọc sách, thiền, hóng gió, nói chuyện, nghỉ ngơi hay nằm võng. Nếu chúng ta không săn sóc nơi này, cây cối đã trở thành héo hon bệnh tật, rồi cuối cùng sẽ chết. Toàn thể chỗ này sẽ trở thành trơ trọi giống như rặng núi đằng kia. Lúc đó quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Có thấy thậm tệ hơn bây giờ rất nhiều không? Nguy hiểm cho địa cầu và loài người. Nếu môi trường thiên nhiên bị phá hoại một chút, rồi con người làm hại thêm chút nữa, không ai săn sóc thiên nhiên, thì một ngày địa cầu sẽ thành giống như hỏa tinh. Quý vị biết hỏa tinh không? Tại sao gọi là hỏa tinh? Là vì trên đó chỉ có lửa và tinh cầu đó màu đỏ, không có sự sống, tối thiểu trên bề mặt. Tôi nghe nói là có sự sống dưới lòng đất. Đó là vì trong quá khứ tinh cầu này đã bị tàn phá nặng nề, và có chiến tranh với những chúng sinh khác.
Mặc dù họ đánh nhau vì không còn cách nào khác, nhưng nghiệp chướng vẫn có. Họ giết nhau bằng hóa học, khiến tinh cầu trở thành hoang vu. Hơn nữa, loài người cũng không sống được ở đó bởi vì bầu không khí chung quanh vẫn còn vô cùng độc hại. Bầu không khí trên tinh cầu chúng ta không độc, có khí oxy, thành ra chúng ta sống được. Nhưng có lẽ khí oxy của mình không trong sạch, cho nên chúng ta không sống lâu được, và sức sống của chúng ta rất yếu, chúng ta không thể trường thọ. Trên hỏa tinh, trên những tinh cầu nguy hiểm hoặc đã hao mòn, bầu không gian còn tệ hơn vậy nữa. Đầy khí độc, không oxy gen, không sự sống nào tồn tại được. Ngày nay, loài người trên quả đất có khả năng phá hoại khủng khiếp và họ đã tạo rất nhiều hơi độc. Chỉ vì tiền bạc mà con người không nghĩ tới tương lai hay những người xung quanh họ, ngay cả con cháu hay thế hệ mai sau. Cho nên, không khí quả đất càng ngày càng độc và con người mắc phải nhiều thứ bệnh khác. Trị bệnh cho họ khó lắm bởi vì tính miễn nhiễm của họ càng ngày càng suy giảm. Coi trọng ân điển của Thượng Đế. Cây cối phát ra oxygen để giữ sự quân bình trong không khí nơi môi trường sống của chúng ta. Thiếu cây, địa cầu sẽ chỉ có hỏa hoạn và lục lội, sẽ nóng và khô như sa mạc. Bầu không khí sẽ không cân bằng. Bởi vì cây hấp thụ khí than, carbon dioxide, để tuần hoàn và biến hóa, nhả dưỡng khí, oxygen, lợi ích cho cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta hay nhìn cây xanh, mắt sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái và cơ thể vô cùng dễ chịu. Thành thử, cây cối rất thiết yếu đối với loài người. Chăm sóc cho cây tức là chăm sóc chính mình, không liên quan gì tới tiền bạc. Đây là sự bảo toàn thiên nhiên một cách tiêu biểu. Chúng ta không thờ phụng thiên nhiên mà gìn giữ nó. Đôi khi cần phải chặt cây vì một mục đích cao hơn hoặc vì hoàn toàn cần thiết. Nhưng nếu không có lý do thì mình nên bảo toàn tất cả. Đó là hành động tiêu biểu. Chúng ta làm vậy không phải vì tiền, cũng không phải vì tôi khó tánh làm rộn quý vị. Quý vị có lẽ cho rằng chuyện đó không đáng vì quý vị có thể mua được rất nhiều cây cối với vài đồng bạc. Nhưng ý nghĩa ở đây là khác. Người nào cũng muốn mua mà không muốn trồng. Vì Thượng Đế ban cho chúng ta cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thì chúng ta phải chăm sóc để chứng tỏ chúng ta quý trọng những gì Ngài đã ban cho. Rồi Ngài sẽ cho nữa. Thí dụ như cha mẹ cho tiền đứa con và đứa con biết xoay sở làm ăn. Khi công việc bành trướng phát đạt, cha mẹ tin tưởng và sẵn lòng cho nó thêm của cải. Nó càng làm ăn thịnh vượng. Nhưng nếu đứa con phung phí xài hoang hoặc là mất tiền mất bạc, thì cha mẹ có cho nó nữa không? Dĩ nhiên là không. Điều này rất giản dị và hợp lý. Cho nên, khi chúng ta được cái gì mà nghĩ là tốt, thì hãy coi trọng nó, chăm sóc nó, thậm chí còn làm cho nó tốt thêm. Vì những người tu hành như chúng ta có rất nhiều lực lượng, chúng ta tạo được một ảnh hưởng dũng mãnh hơn người không tu cùng làm việc đó. Bởi vì chúng ta làm với sự chú ý tập trung và tình thương, rất khác với cách người ngoài làm việc một cách lơ đãng hoặc vì tiền bạc. Do đó, chúng ta có khả năng ảnh hưởng mạnh hơn, mang nhiều lợi ích hơn cho thế giới. Thành thử, mỗi lần làm chuyện gì, hãy nghĩ tới lực lượng của mình. Nếu không, người tu hành không khác gì người không tu hành. Vậy, tu hành phí công sức để làm gì? Quý vị có thấy tiến bộ khi đi cộng tu không? Nếu thật sự thành tâm, quý vị sẽ cảm thấy mình tiến bộ và quý vị sẽ tiến bộ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Satin, Hồng Kông vào ngày 11 tháng 9 năm 1993. Nguyên văn tiếng Trung Hoa. Giáo lý chọn lọc, viễn ảnh cao. Càng phát triển thế giới, chúng ta càng có thiên đàng. Chúng ta sẽ kiến tạo một thiên đàng mới. Giống như khi đến một nơi hoang vu hẻo lánh, không có nước, không có cây, rồi chúng ta bắt đầu đào giếng, trồng cây, trồng rau, vân vân. Chúng ta biến một mảnh đất bỏ hoang vô dụng thành một nơi xanh tươi, màu mỡ, xinh đẹp,
rồi làm một công viên mới, một khu vườn mới hay một chỗ ở mới mà đáng lẽ đã không có đó. Nó không hiện hữu trước khi chúng ta tới. Từ một chỗ dở ẹt, đủ thứ bụi rậm gai góc, mọc khắp mọi nơi, chúng ta làm nó thành một nơi cư ngụ, một thiên đàng nho nhỏ. Chúng ta làm đẹp thế giới bằng cách đó. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy trên một phạm vi lớn hơn. Trong lúc tu hành, chúng ta cũng giúp thế giới làm đẹp môi sinh và giúp đỡ người nghèo, thiếu thốn. Chúng ta phải giúp toàn thế giới, không phải chỉ một quốc gia. Đó là viễn ảnh tương lai của chúng ta. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ vào ngày 10 tháng 4 năm 1992, nguyên văn tiếng Anh. Bản tin số 123.